Quý vị đang xem bản tin toàn cảnh 24 giờ trưa trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu là một số tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế và giúp sinh viên ra trường đủ tự tin để làm việc tại các bệnh viện trong và ngoài nước, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác trở thành cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe. Các sinh viên khối ngành sức khỏe, trong đó có cả sinh viên các trường quốc tế như Đại học Hồng Bàng, sẽ được học song song lý thuyết và thực hành chuyên sâu tại các bệnh viện uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Hùng Vương, FV, Thống Nhất, Nguyễn Trãi. Các đơn vị sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu phát triển các kỹ thuật mới trong y tế và thường xuyên chia sẻ, trao đổi các kiến thức mới. Đặc biệt, Bệnh viện FV cũng có thể tuyển dụng sinh viên và học viên sau tốt nghiệp khi có nhu cầu.